Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xem Mạnh Phát. Và ngày hôm nay thì Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho tất cả các bác, các cô chú và tất cả anh chị một sự lựa chọn về phiên bản xe ba bánh nhá. Đây là một mẫu xe ba bánh có thiết kế cực kỳ hiện đại và rất là đẹp nhá. Mẫu xe ba bánh này thì khi mà họ nghiên cứu ra sản phẩm này thì mọi người sẽ nhìn, mọi người thấy mọi kiểu dáng của nó rất là đẹp và nhìn nó sẽ khác hoàn toàn so với những chiếc xe khác. Và chiếc xe này sinh ra là để cho mọi người đơn giản thôi. Mọi người có sở thích thôi. Mọi người thích một chiếc xe ba bánh thì chúng ta mua để sở hữu và sử dụng nó thôi. Chứ còn xe ba bánh đối với những kiểu dáng nó đẹp như này rồi thì nó không phải xe dành cho người già, người khuyết tật đâu ạ. Mà chiếc xe này dành cho mọi người có nhu cầu đơn giản là chúng ta cần một chiếc xe như này. Hoặc là các bác mà ngại trong cái việc là đi một chiếc xe ba bánh ra ngoài có người này nói nọ, người này nói thế kia là tại sao lại đa bình thường đi một xe ba bánh. Thì chúng ta đi chiếc xe này thì mọi người sẽ phải ồ lên là sao có một chiếc xe nhìn đẹp thế, mà mọi người nhìn thì mọi người chắc chắn đã nhận ra đây là một chiếc xe ba bánh nhá. Vâng. Và chiếc xe này được trang bị một màu tím 3D rất là đẹp. Khi mà trời có ánh nắng chiếu vào chiếc xe nó óng ánh lên cực kỳ đẹp nhá. Đây mọi người nhìn này, ngoại hình của xe mình phát sẽ để ngang cả chiếc xe, mọi người nhìn này. Đây, một chiếc xe được thiết kế này. Cái đường nét thiết kế toàn bộ là những cái đường vòng cung. Đấy, thiết kế rất là đẹp và cực kỳ bắt mắt nhá. Màu sắc cũng cực kỳ nổi bật. Đây, yên xe cũng vậy. Nhỏ, gọn, đẹp, thời trang như này thôi nhưng chiếc xe này vẫn đầy đủ hết các công năng nhá. Đây, chắn bùn cũng vậy này. Rất là đẹp, vành là vành nhôm. Bánh của xe là bánh 300-8, lốp không xăm nhá. Cái dòng lốp này bây giờ cũng rất là phổ thông rồi, chúng ta cũng rất là dễ dàng mua bán và thay thế ở bất kỳ một nơi nào rồi. Về dòng này rất là phổ thông. Sản phẩm này cũng như sản phẩm khác của Mạnh Phát đến từ thương hiệu ở Xích Long, một trong những thương hiệu ba bánh rất là nổi tiếng. Đây, và sản phẩm rất là bền nhá. Đèn xe cũng thiết kế mình tròn luôn, cũng rất là đẹp đấy ạ. Có cả pha cốt đầy đủ này. Đấy. Phiên bản này mọi người đang thắc mắc là tại sao cái chân phanh nó là mở bên trái đúng không ạ? Thì đây là một chiếc xe Mạnh Phát đang phải chế chân phanh sang bên trái cho một bác khách ở trong miền trong. Đấy, bác yêu cầu là phải chế chân phanh sang trái bởi vì bác bị tai biến bên phải. Thì vấn đề này đối với Mạnh Phát thì không có gì là phức tạp cả. Khi các bác mà không may bị tai biến hoặc là bị khuyết tật tay hoặc là chân bị bên phải thì Mạnh Phát hỗ trợ chuyển tay ga chân phanh sang trái thì hoàn toàn miễn phí nhá. Đấy, xe thì nó đã có sẵn hai phanh tay rồi, trước sau đủ cả rồi, phanh chân là có thêm thôi. Đấy, tùy các bác thôi, chuyển cũng được mà không chuyển cũng được nhá. Đây, chúng ta quan sát này, chiếc xe nó sẽ có 3 chỗ ngồi, này, 2 chỗ cho người lớn này, đằng sau còn là tựa lưng luôn để khi mà chúng ta lai trẻ con thì bé sẽ dựa vào đây, rất là an toàn. Và một bé ngồi đằng trước nhá. Nhưng mà khi mà chúng ta gập vào ấy thì cái phần để chân này được thiết kế cực kỳ rộng rãi, ngồi rất là thoải mái nhá. Đây. Đấy, đằng trước xe của chúng ta thì sẽ có một cái hộc để nước, để đồ này, đấy, móc treo đồ này, đầy đủ. Chìa khóa của xe được thiết kế đẹp và rất là tinh tế nhá. Có cả khóa điện và khóa từ này, mặt đồng hồ cũng làm đẹp này, cụ công tắc tay ga mọi người nhìn này, độ hoàn thiện rất là cao. Nhìn nó như công tắc xe máy luôn. Đấy, rất là xịn nhá. Đây, phanh bóp thì cực kỳ nhẹ. Đây có cả cái tấm chắn cản gió này. Nói chung là rất là đẹp. Đây, phanh chân ở bên tay trái này. Đây mình Phát sẽ đi thử cho mọi người nhìn đằng sau xe này. Đây chúng ta nhìn đằng sau xe chúng ta mới thích này. Đằng sau xe được thiết kế hệ thống đèn đẹp nhá. Đấy. Cản bảo vệ này, đấy, nắp nói chung là màu sắc hài hòa và cái dáng thiết kế đẹp. Đây là một trong những chiếc xe ba bánh có đường nét thiết kế đẹp nhất mà Mạnh Phát đang bán cho mọi người nhá. Đấy, xe đi êm cực kỳ luôn. Đây mọi người nhìn này, đi êm mà rất là dễ lái nhá. Mà kiểu dáng đẹp đi ra đường thì ai cũng phải ngó nghiêng rồi. Xe thì có số tiến, số lùi đầy đủ ạ. Đây. Đấy. Mọi người đang thắc mắc là phiên bản này tên là gì? Đấy, đẹp như vậy mà Mạnh Phát từ nãy giờ vẫn chưa nói tên. Thì giới thiệu mọi người đây là phiên bản xe điện ba bánh Dili nhá. Đến từ nhà máy Xích Long mà tên là Dili nhá. Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Số tiến, số lùi mà. Phiên bản này sẽ đi được 60 cây một lần sạc và tốc độ tối đa khoảng 35 cây một giờ. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, gọn nhá. Và lên dốc thì rất là khỏe, mọi người yên tâm. Phiên bản này được trang bị động cơ chiếc xe là 500W. Đấy, trọng lượng của xe khi không tải là 62 cân. Đấy là chưa có bình, có bình vào thì nó khoảng độ 90 cân. Đấy, tải trọng phiên bản này được 200 kg, tức là chở được 2 người lớn 1 trẻ em thoải mái nhá. Đấy, mà chiếc xe này có một cái cốp đằng sau này rất là rộng này, đây mọi người nhìn này. Cốp cực kỳ rộng luôn. Đấy. Có giấy tờ nhập khẩu của xe đầy đủ này, gương xe này. Và có một cái tấm nhựa, tức là khi mà chúng ta không lắp ghế trẻ em thì chúng ta sẽ lắp cái tấm nhựa này vào đây. Đấy. Rất là thông minh, rất là tiện. Cốp này thì để đồ tha hồ nhá. Và mọi người thắc mắc là chiếc xe này sạc ở đâu thì Mạnh Phát sẽ chỉ cho mọi người này. Đấy, chỗ sạc nó giấu ở ngay dưới ghế trẻ em này nhá. Đấy, chúng ta sẽ cắm sạc ở đây. Rất là thông minh đúng không ạ? Đấy, gập vào, rất là gọn thôi. Chúng ta nên lắp ghế trẻ em bởi vì đi đâu nhỡ nhà thì chở trẻ con đi lại thì nó rất là tiện nhá. Sản phẩm này hiện tại đang được Mạnh Phát bán cho mọi người với mức giá là 16.800. Nó còn rẻ hơn cả một chiếc xe máy điện hai bánh bình thường mà đi rất là tiện bởi vì nó có chạy cầu V-Side mà. Nên là đi sướng lắm, xe chạy cầu V-Side đây mọi người nhìn này. Thả hai tay ra này, xe cân không lắc sang một bên nào luôn. Đi cân mà rất là sướng nhá. Đây Mạnh Phát sẽ thử này cho mọi người luôn này. Đây. Đấy, đi thử lên cả cái vỉa hè luôn cho mọi người nhìn nhá. Đây. Đấy, vỉa hè lên nhẹ nhàng lắm. Xe này thiết kế đẹp mà, rất là tinh tế nữa. Nên là đi lại rất là sướng. Đây, đấy. Nhà có dốc G cao thì lên nó cũng đơn giản thôi.
không hề có một tí nào gọi là phức tạp cả, đúng không? Đi rất là sướng. Đây, gà đi êm mượt mà giá tiền thì đúng là 16.800.000 thì mọi người biết rồi. Một mức giá cực kỳ hợp lý đúng không ạ? Rẻ hơn cả một chiếc xe máy điện bình thường mà. Kiểu dáng đẹp, thời trang, bền. Xe này rất là bền nhá. Xe ba bánh thì nó ít hỏng vặt hơn nhiều so với những cái mẫu xe khác, và đặc biệt dòng xe điện thì ít khi mà bảo dưỡng nên mọi người đi xe này mọi người rất là yên tâm. Và chiếc xe này bảo hành chính hãng 1 năm và sản phẩm này thì Mạnh Phát có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn luôn. Mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở Mạnh Phát để xem xe, trải nghiệm và mua sản phẩm này nhé. Một mẫu xe được thiết kế đẹp mắt và thời trang đúng không? Đặc biệt là các bác gái và các bác thích một chiếc xe gọn nhẹ tiện lợi thì đây là sự lựa chọn number one luôn. Còn các bác trai thích hầm hố thì Mạnh Phát cũng có rất là nhiều mẫu, có cả mẫu cả mái che đúng không ạ? Đối với dòng xe ba bánh thì Mạnh Phát là một trong những đơn vị có rất là nhiều mẫu mã đa dạng, và tất cả hàng thì đều có sẵn để mọi người dễ dàng lựa chọn cũng như là tìm hiểu về sản phẩm nhé. Để các bác hay là tất cả mọi người mà có nhu cầu về dòng xe điện ba bánh thì có thể nhấc máy lên alo cho xe Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993 để được nhân viên của Mạnh Phát tư vấn hỗ trợ và để lựa chọn được chiếc xe tốt nhất cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.